Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ toàn diện có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện các chính sách quân đội, hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ người có công, tiếp tục thực hiện tốt phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nắm tình hình địa bàn, công tác sử dụng đất quốc phòng, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, kết quả công tác tuyển quân năm 2022 và triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành tích đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng vũ trang, để hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2023. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với quan tâm xây dựng củng cố quốc phòng an ninh, tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ đạt chất lượng theo kế hoạch. Các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động triển khai kế hoạch xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ cấp mình, là yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ban ngành theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 1.800 công dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi địa phương, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp này, Quân khu 3 và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trao thưởng cho các tập thể và các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác tiêu biểu trong năm 2022.